Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay anh em cùng mình đến với con Sun Win anh em nhé. Đây thì con game này ra cũng khá là lâu rồi anh em ạ. Đây thì nhiều anh em bảo là tôi áp dụng phương pháp vào ở con Sun Win này. Đấy, áp dụng từ con thiên đường trò chơi anh em nhé. Đấy là xem là con dễ lụng lúa cho anh em không. Đây tay này tôi theo top anh em ạ. Đấy top. Top em xíu này. Ok. Top em xíu này. Ok luôn này. Đấy, 441 em nha. Lụm luôn con xỉu 9 này. Đấy, tay đầu thì cũng có thể thấy là khá ok rồi. Cầu đang 4321 khá là đẹp. Cầu 4321 khá là đẹp này. Xí ngầu thì 2 xuống 1 lên anh em nhé. 2 xuống 1 lên. Đây thì anh em có thể thấy là top đang bơm xỉu khá là căng này. Bên xỉu 800m và bên tài có 200m thôi. Đấy thì anh em vào luôn nhé. Không ở bên con Sun này thì là nó rất là hay hoàn tiền đấy anh em ạ. Đấy thì anh em vào luôn. Đấy thì tôi thấy ở con Sun Win này thì không có nổ hũ anh em ạ. Bàn tài xỉu không có nổ hũ. Đấy thì anh em nào mà cũng muốn là săn hũ ấy thì anh em ấy qua con thiên đường rồi chơi. Còn anh em nào mà không muốn hũ thì anh em đánh con Sun này cũng ok. Đây thì hôm nay tôi áp dụng phương pháp là theo top anh em nhá. Đấy thì tay đầu lụm này thì tay thứ hai là hơi toang, nó không đi theo cầu 4321 anh em ạ. Đấy nó gãy cầu rồi anh em ơi. 4311 anh em ạ, 4311 này. Xí ngầu thì 2 lên 1 xuống thôi. Thì anh em cứ đợi tầm 25-30 giây. Đấy thì anh em vào. Anh em xem là bên tài hay là bên xỉu là tốt vào căng ấy thì anh em hãy pem. Đây như tầm 25 này. Đấy tôi thấy bên xỉu là tốt vào nhiều hơn bên tài. Đấy, thì ở tay này tôi bèm xíu nhá. Đấy thì anh em có thể thấy là ở phần chat này đấy, cũng rất nhiều anh em đang chơi. Đấy, rất nhiều anh em đang là chat là phán bên tài hoặc bên xỉu này. Đấy thì anh em đánh thì anh em cứ tắt chat đi cũng ok. Đấy, để đỡ phân vân hơn anh em nhá. Đây thì ở tay này tôi nghĩ là xỉu này 552 còn ra 4 anh em ạ. Đấy thì anh em có thể thấy là áp dụng phương pháp theo top này ở con Sun Win này thì không ok ạ. Ba tay thì được có một tay đầu thôi. Đây thì hôm nay anh em cùng mình qua con thiên đường trò chơi anh em nhé. Đấy, một con game rất đa dạng trò chơi cho anh em, như phần đối chiến có các game bài điện tử, có tài xỉu MD5 này, sóc đĩa, bầu cua, rồng hồ đại chiến. Đây thì còn quay hũ này. Đấy, cũng rất đa dạng hũ cho anh em để săn nhá. Đấy, online xổ số live casino này. Đây thì hôm nay anh em cùng mình vào bàn xanh em nhé. Bàn xanh này thì nó có hũ anh em ạ. Đây hũ khá là to. Cầu thì đang đi 1-1 khá là dài này. Đấy, cầu đi 1-1 khá là dài thôi. Đây thì top vào bên tài này. Thì tay này tôi vào 3M tài cho anh em nhé. Đấy, anh em nào muốn săn hũ ở con thiên đường trò chơi này thì anh em ấn vào link tôi để phần mô tả anh em ạ. Xem tay đầu có lụm không đây. 623 tài 11 anh em nhá. Đấy, lụm luôn tay đầu này. Có ok. Đấy thì anh em có thể thấy là hũ ở đây là 3B này. Đấy, khá là to rồi. Thì nó cũng sắp nổ thôi. Thường là tôi thấy là 1B đến 2B là nó liên tục rồi. Ở con thiên đường trò chơi này tôi thấy hũ một khi đã nó nổ liên tục luôn anh em ạ. Đấy thì anh em nào muốn săn hũ thì anh em cứ bấm vào link tôi để phần mô tả, anh em tải về con thiên đường trò chơi này, anh em áp dụng phương pháp của tôi vào đấy để có thể lụm lúa dễ hơn anh em nhé. Đây thì bên tài nó lại tốp bơm này. Tốp bơm thì anh em bèm tài anh em nhé. Đây cầu 1-1 này. Xong bây giờ tôi nghĩ cầu 3-1-3 hoặc là
cậu bé tài em nhé. Đây đây đấy, tôi vào gần 3M tài này, 534 này, ok luôn này, lụng luôn anh em nhé. Đấy, tài 12 đây, cầu đi khá là đẹp, cầu này đi khá là đẹp anh em ạ. Đây thì anh em cứ căn tầm 25 đến 30 giây đấy, anh em xem bên nào tốt vào thì anh em lụm thôi. Lụm thì anh em nào mà yêu quý thôi đấy, thì cho tôi một nút like, một nút đăng ký kênh em nhá. Đấy, anh em bật chuông thông báo lên để có thể theo dõi được nhiều những video clip hay hơn đấy, nhiều phương pháp hay hơn cho anh em nhá. Đây top tôi thấy là vào bên tài này đấy, thì anh em tài thôi, cầu này đi bet tài rồi, anh em đi quả bet tài này quá ok rồi. Đấy, vì nãy giờ là thông hai tay rồi anh em ạ, nãy giờ thông hai tay rồi, khá là ngon. Xem tay này có lụm thông ba tay này, ok luôn này. Đấy, 542 này, lụm luôn con tài 11 anh em nhé. Vậy là thông ba tay rồi anh em ơi. Đấy thì anh em có thể thấy là phương pháp theo top này của tôi là áp dụng ở con thiên đường trò chơi này là quá ok rồi. Thì vậy thôi, hẹn anh em ở những video clip sau. Bye bye anh em nhé.